Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Video này thì em chỉ cập nhật nhanh cho anh chị nắm thôi. Đó, những ai tham gia rồi thì cố gắng kiên trì đừng có bỏ. Còn những ai mà chưa tham gia thì nên tham gia nha anh chị. Rồi em sẽ cập nhật hai cái kèo, thì theo em là hai cái kèo này tiềm năng của năm 2023 này. Thì chúng ta làm Europe cũng nhiều, cũng có nhiều kèo là cam, cái kèo nổ vời, cái kèo lùa gà, nói chung là có rất nhiều kèo. Thì nói chung ri là nó phải như vậy, nói chung là chúng ta không thể tránh khỏi cái chuyện đó chị hen. Nhưng mà những cái kèo chất lượng, chẳng hạn như là cái đồng là Renet của cái sàn diện Methanol, hay là cái đồng co của cái dự án là co dao đó, nói chung giá chưa cao nhưng mà nhìn chung là nó rất là chất lượng anh chị ha. Cái nào cũng có giá của nó. Thì bây giờ em xin phép chia sẻ theo cái nhận định của em về cái thị trường này cũng như là về cái dự án. Em xin phép đưa ra hai cái dự án tiềm năng mà chúng ta nên đào trong năm nay anh chị. Đầu tiên là cái dự án là Sirabank. Chúng ta đào cái đồng Siracon. Đây là một cái đồng tiền của cái ngân hàng Hồi giáo Đề Phi Sirabank của Dubai. Và mới gần đây nhất thì cái dự án này đã nhận được huy chương vàng trong cái top những cái dự án là phát triển nổi bật cũng như là mạnh trong cái kinh tế tài chính thế giới. Cái thứ hai nữa là cái đồng Bonded Origin. Đây là cái đồng thuộc cái mảng là công cơ hội việc làm trong cái mảng Web3 của tương lai. Và đặc biệt Bonded này được Binance xướng tên rất là nhiều, cũng như hợp AMA, cũng như là có sự hậu thuẫn nha. Anh chị nào tin thì cứ tham gia, còn không tin thì có thể tìm hiểu hoặc là ngừng ngay giờ luôn, khỏi cần xem cái clip này. Rồi thì đầu tiên là em nói Sirabank nè. Ở đây á, Sirabank có rất nhiều anh chị chúng ta vào nó bị lỗi. Bây giờ như em vào trong cái app á, thì nó sẽ như thế này. Cái dòng đầu tiên là chúng ta đăng nhập với cái tài khoản của chúng ta đã có. Còn cái dòng dưới là chúng ta sẽ là tạo một cái tài khoản mới. Ở đây em nói một điều, chúng ta một người chỉ sử dụng được một tài khoản. Tại vì sau này phải KYC, và KYC thành công thì chúng ta mới nhận được cái đồng Sirabank. Anh chị có tạo cho người thân bạn bè thì cứ tạo để chúng ta được nhận 10 cái đồng khi chúng ta giới thiệu ha. Em không biết là bây giờ nó có giảm hay không. Em nhấp vào cái mục SYNX with KYC Box nè. Ở đây có hai cách để chúng ta khai thác. Một là khai thác trên cái app, hai là khai thác trên cái web. Bây giờ anh chị nhấp tiếp cho em cái mục là ứng dụng Roto ha. Rồi nó sẽ quay trở lại một cái. Thì chúng ta tiếp tục nhấp vào SYNX, SYNX with KYC Box nè. Rồi ở đây anh chị thấy thì cái giao diện nó cơ bản là như thế này thôi. Khi đăng, em nói lại nè, khi chúng ta đăng ký mới, chúng ta đăng ký theo cái link á, thì chúng ta sẽ nhận được, lúc trước là nhận được 10 cái đồng. Và cái người giới thiệu sẽ nhận được 10 cái đồng. Nên là anh chị nên chia sẻ cho bạn bè người thân để chúng ta lấy 10 cái đồng đó. Ngoài ra mỗi ngày chúng ta chỉ khai thác được 2 cái đồng. Tức là chúng ta làm, chúng ta nhận đó, sau 24 giờ được 2 cái đồng CSC. Anh chị nắm nha. Cái tổng cung thằng này chưa có. Và nó thực sự là nó cũng ít chứ không có nhiều. Và tới tháng 9 này sẽ hoàn tất cái việc KYC, và tháng 10 sẽ cập nhật cái tổng cung đó, và khi đó có thể là mainnet mở luôn. Và hiện tại cái đồng này nó đang chạy trên cái mạng Sira luôn chị nha, nhưng mà ở cái phiên bản beta thôi, testnet thôi đó. Rồi anh chị có thể vào cái vector nè, anh chị gõ cho em cái chữ là Sirabank ha. Kèo này chất lượng thật sự đó nha anh chị, đừng có bỏ nha, tại vì khai thác được nó không có nhiều. Sirabank này, đây là cái ngân hàng đã tồn tại lâu đời ở các nước ở Dubai rồi. Anh chị thấy ha. Đây. Đó. Thì cái anh này nè, là tiến sĩ nè. Họ là sale của cái dự án là Siracon đó. Chúng ta đang khai thác đó. Anh chị ha. Rồi. Chúng ta vào đây, chúng ta gõ lại cái chữ Sira. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nè. Sirabank Coin Update. Đó. Chúng ta chọn. Ha. Đây. Trong tháng Ramadan này chúng tôi cầu nguyện ha, là cái anh sale đó, một ngân hàng DeFi độc đáo trong quá trình tạo ra được thiết kế để trao quyền cho toàn thế giới. Nói chung là Dubai thì họ chịu chi anh chị, họ giàu lắm ha. Rồi ở đây họ chia sẻ cho chúng ta một cái kênh Telegram để anh chị có thể là sao ạ, chúng ta có thể nắm để chúng ta cập nhật những cái thông tin mới nhất. Ở đây họ có chia sẻ cho chúng ta nè, đăng nhập bằng email đây là một tùy chọn, không yêu cầu bất kỳ mật khẩu nào, bạn có thể nhận được email có liên kết sẽ kích hoạt tài khoản của bạn ha. Thì anh chị nên kiểm tra, khi xác nhận thì chúng ta kiểm tra trong hộp thư đến là thư gác anh chị nha.
tiếp theo nè. Sau đó bạn có thể truy cập cái tên miền, đây là cái trang web để bắt đầu khai thác bằng cách nhấp đăng nhập vào hệ thống SSO mới nhất. Ở đây em sẽ nói sơ qua về cái lỗi. Thì có nhiều anh chị khi đăng nhập vào á, thì nó sẽ không lên, nó trắng tin à. Thì ở đây cái thứ nhất á, em nói lại các lỗi chúng ta lưu ý nha. Một là cái điện thoại của chúng ta nó quá yếu, tức là cái điện thoại cũ á, hệ điều hành cũ thường nó sẽ không chạy được những cái app mới như thế này. Cái thứ hai nữa, cái điện thoại của chúng ta nó đã cũ rồi mà nó quá nhiều dung lượng thì anh chị nên xóa những cái video hình ảnh cho nó bớt đi ha, cho nó nhẹ máy. Cái thứ ba nữa, chúng ta sử dụng web không được thì chúng ta nên sử dụng app, còn nếu mà app không được thì chúng ta sử dụng web. Và anh chị có thể là tắt để xóa cái web hoặc là xóa cái app luôn, để chúng ta tắt điện thoại rồi chúng ta mở lên lại một lần nữa anh chị, để chúng ta đừng có bỏ những cái tài khoản mà chúng ta đã đăng ký rồi đào. Nói chung là nó rất là ít. Rồi cái cách mà anh chị xóa trong cái điện thoại thì về các web nhật ký trên Google á, để chúng ta vào cái web á, thì như thế này. Bây giờ anh chị mở lên một cái tab ha, sau đó anh chị nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, sau đó anh chị nhấp vào cái nhật ký ở đây. Thì ở đây sẽ xuất hiện cho anh chị những cái nhật ký nha. Chúng ta nhấp vào cái chữ là xóa dữ liệu diệt web nè. Ở đây anh chị nhớ nè, anh chị tắt, nó sẽ hiển thị như thế này. Chúng ta tắt cái này ha. Anh chị chỉ là xóa cái dữ liệu diệt web thôi. Còn ở dưới này á, khi mà anh chị nhấp vào dấu tích hết á, là nó sẽ xóa luôn những cái trang web mà chúng ta theo dõi. Chúng ta phải thêm lại nó rất là lâu. Anh chị nhấp vào cái này nè, cho nó nhẹ cái máy của chúng ta nha. Rồi sau đó tắt điện thoại chúng ta vào lại anh chị nha. Rồi anh chị nào mà nếu mà đam mê cái thị trường này, muốn nghiên cứu nó thì nên mua cái điện thoại nó tốt một chút anh chị. Cái bộ nhớ nó, cái RAM nó khoảng 6 đến 8GB, bộ nhớ khoảng 128 là được anh chị ha. Rồi cái thứ hai nữa, em xin phép trình bày cái dự án là Bondit Origin. Thì đối với điện thoại này thì em không có, tại vì em khai thác trên cái máy kia. Nhưng mà đó là một trong những cái dự án của cái Web3 công nghệ việc làm của xu hướng mới, là cái anh chị theo dõi cái này nè. Vào Twitter anh chị gõ cho em cái chữ là Bondit App. Hiện tại là cái dự án này chuẩn bị tung ra cái contract nha. Họ hiện tại đang xây dựng contract thôi chứ chưa có. Điểm và mã thông báo Bondit sẽ được sử dụng như một động cơ để thưởng cho cộng đồng của chúng tôi vì đã xây dựng một mạng lưới phi tập trung, mời kiểm tra và nhân tài cũng như giới thiệu mọi người. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng tài năng chưa? Ở đây họ tích rất nhiều cái thông tin nè anh chị. Rồi hiện tại trên thị trường có rất nhiều cái dự án nó cam, chẳng hạn như là họ tạo ra cái contract giả của cái đồng Bondit này. Cái giá hiện tại nó, em nhớ không làm là 0.00 mấy á, là nó sai nha. Cái dự án chính của nó là Bondit này có 142.785 người theo dõi. Và họ đang theo dõi 370 người. Đó. Contract thì thời gian tới họ sẽ ra. Thì tổng cung của con này á, là hiện tại chỉ theo như dự án họ công bố là có 500 triệu thôi. Và cho khai thác rất là ít anh chị. Nên á, những anh chị nào mà đã theo em lâu rồi thì nên quay lại làm. Còn anh chị đăng ký mới sau này thì chấp nhận phải chịu là khai thác ít nha, nhưng mà nó chất lượng. Và đặc biệt cái dự án này nó được Binance AMA xuống tên rất là nhiều và được hậu thuẫn luôn. Và em nói về cái dự án này, nó là một cái nơi tập trung. Nó là một cái như là trung tâm việc làm vậy đó. Nó sẽ là thu thập những cái công ty cần tuyển nhân viên. Ví dụ như em là công ty chuyên về là điện tử hay là tin học hay là về khoa học, thì em sẽ cần tìm kiếm những người có cái tài năng thiên bẩm gì cái đó hoặc là giỏi. Thì em sẽ đưa lên cái dự án Bondit này. Thì Bondit này sẽ tiếp nhận cái nguồn thông tin của em và sau đó họ sẽ quảng bá đưa đến toàn thế giới. Thì những anh chị nào muốn làm việc, muốn vượt qua cái giới hạn bản thân, ví dụ mình ở Việt Nam, mình muốn làm cho một cái tập đoàn ở nước ngoài, thì chúng ta sẽ thông quan này. Năm nay như vậy nha, mà nó trên cái dạng web 3, cái trend của nó. Thì chị đăng ký. Đó, thì sau này cái đồng Bondit này em nghĩ nha, cái nhận định riêng thôi, có đúng, có thể đúng và có thể sai. Thì khi mà chúng ta làm cái gì á, trên cái lĩnh vực này, trên cái thị trường này, thì chúng ta phải tốn cái gì, cũng như là chúng ta muốn tuyển nhân sự thì chúng ta phải trả tiền, nhưng mà chúng ta trả bằng cái đồng Bondit. Hoặc là khi chúng ta muốn nộp đơn đăng ký để xin việc làm trên đây á, thì chúng ta phải tốn bao nhiêu cái đồng Bondit kiểu như vậy. Ha, em nói như vậy đó anh chị. Rồi thì anh chị chưa nghiên cứu thì có thể là nghiên cứu và chúng ta đào. Nói chung là hai cái video hướng dẫn và những cái vấn đề liên quan thì em có để dưới cái phần mô tả. Cái này là không phải tuyển ghép, nhưng mà anh chị xem đi. Còn cái mã mời, cái code mời anh chị lấy của ai cũng được, của người thân, bạn bè gì tùy. Nhưng mà em chia sẻ chi tiết rồi thì anh chị có thể xem, để chúng ta khỏi cần phải là tìm kiếm trên YouTube ha. Rồi em xin phép nha anh chị.